Lùi một cách từ từ và dần dần thôi, chứ mày mà có vấn đề gì là anh em mình vỡ mồm luôn đấy. Vâng các bác, đây là một chiếc Range Rover. Con này thì giá của nó khoảng trên dưới 16 tỷ, cực kỳ VIP và luxury. Bên Kinh Doanh Hà Nội bên mình đã thi công khoảng tầm gần 3 hôm các bác nhé. Dán phim PVF, gói luxury hãng GSWF của Canada bên mình đang phân phối độc quyền. Con này thì anh ấy có yêu cầu là toàn bộ các cái phần chữ logo của nó thì không bóc, cho nên bên mình bộ phận thiết kế người ta sử dụng file cắt sẵn và không tháo, giữ zin 100% các bác nhé. Còn toàn bộ phần kính xe thì anh ấy chọn phim cách nhiệt Vekun, gói luxury, gói cao nhất, quá là VIP rồi. Với những cái dòng xe anh em thi công